Anh ơi, đây là anh Hiệp bên Ánh Sáng Xanh. Bên anh ấy đang có dự án chiếu sáng bờ sông Nhạch. Em gọi anh về để mình cùng bàn bạc. Giới thiệu với anh, đây là anh Phi, sếp của em, cũng là bạn trai của em ạ. Hôm qua mẹ nhắn tin mà chị chả trả lời. Hôm nay mẹ làm một mâm cỗ to để cúng bố. Con về ăn cơm với bố cho bố vui. Ý mẹ nói là con về thắp hương cho bố, rồi ba mẹ con cùng thụ lộc cho bố ấm lòng. Hiện tại thì nó đang muốn lắp thêm hệ thống chiếu sáng và đi lại toàn bộ đường điện nước của căn biệt thự để sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Cầu kỳ thật. Đẹp như này rồi mà còn muốn thay đổi. Mà vị trí ở đây cũng rất tuyệt vời luôn nhá. Vợ chồng này chắc chắn phải là người vừa có tiền, vừa có gu thẩm mỹ lắm luôn anh nhỉ? Đương nhiên rồi. Em cứ xem thêm đi. Vâng ạ. Bạn anh cũng đang trên đường tới rồi. Dạ. Xin chào, khỏe không? Xin chào ông, tôi vẫn thế. Nam ơi, ra anh nhờ chút. Xin giới thiệu với ông, đây là Nam. Kỹ sư tôi mời tới để giúp đỡ vợ chồng cậu đấy.